Xe này chiến lắm nha, chạy rất là êm và nhẹ nè. Hi các bạn, hôm nay là mình mượn cái xe của chị mình này, mình sẽ thử nghiệm tất cả mọi thứ của cái xe này coi nó có như thế nào đây. Cái xe này mình mượn chị mình nói sợ rồi, chị mình mua 3.000 nè. Đó, mà nói trên thôi chứ cái xe này mua có 200 đô thôi, tiền mình mua lại second hand là loại 2 á. Thì bây giờ cho các bạn coi nha, cái xe này nó kia nhỏ nha các bạn, nhưng nó có vỏ nha, nó có rất nhiều chức năng nè, cái mới đầu nè. Cho các bạn coi cái này là cái gì đúng không các bạn. Đó, đây là cái mà để cho ban đêm mình đi, mình không có sợ bị người ta không biết, người ta hút mình nè. Đó, thấy cái đèn không? Đó, cái đèn thấy không? Nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ, nhiều chức năng lắm nha. Rồi bây giờ cái này á là cái gì? Cái này là cái chuông để báo nè. Đây là cái gì các bạn? Nhìn nó cũng công nghệ không? Nhìn nó dễ 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 thương thương nhỏ nhỏ nè. Là cái chuông bấm. Đó, cái này là để đi qua đường hay là đi gì đó mình có thể báo cho mình biết nó chưa. Xíu một quá. À đây, cái này rất là tiện lợi nha. Nếu mà các bạn nào mà muốn quay phim hay chụp hình gì ở trên đường đi á, thì mình có thể đặt cái điện thoại như đây luôn. Thấy không? Nó nhỏ nhưng mà nó có rất nhiều chức năng nè. Nè, thấy chưa? Đây là cái để đặt cho cái quay máy chơi máy điện thoại của mình ngay đây luôn, có thể gọi điện cái gì đó. Rồi đây cái này nữa nè, cái này để cho những cái lúc mình lên xuống những cái đoạn đường dốc cái gì đó thì mình có thể chỉnh được cho cái xe nó đỡ mình nặng nè. Đó thấy chưa? Đó đây là cái đồ mà gạt cần tay tới. Lên ga giống xe hơi giống xe máy rồi đó. Đó. Nhưng mà nếu mà để bên đi bên sân này thì mình cần thêm một cái nữa. Và hôm nay mình sẽ đọc hộp cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy để mình đọc hộp cho các bạn coi. Và đây, để mà đi bên cái đường này để an toàn bên sân á, thì người ta sẽ mua thêm một cái dụng cụ nữa. Một cái để bảo đảm an toàn cho mọi người, ai cũng sẽ biết cái này là cái gì đó các bạn. Đây mình sẽ đọc hộp cái hộp này. Cái hộp này là cái mũ bảo hiểm nha các bạn. Đây cũng đầu tư dữ lắm nha, chứ không phải chuyên giỡn đâu. Mũ bảo hiểm này mới tinh nha. Chị mình chưa có đặt hộp luôn chị, nên mình đặt hộp giùm chị mình luôn. Đó, thấy chưa? Nhìn nó nhỏ nhỏ gọn gọn nè. Cái này bá mua tới 65 đô nè các bạn. Rất là nhẹ nha. Hôm nay mình cũng sẽ thử luôn. Đây cái bộ bảo hiểm nè, 65 đô nè. Đó nhìn nha, giống rất là thời trang nè. Và mua cái chỗ này thì bà chị mình phải lên đó để lấy nha các bạn, lên tới nơi để lấy thôi. Thôi mình chưa có lột cái mát ra, tại vì cái này của chị mình sẽ đổ thử vô. Rồi bây giờ bắt đầu là mình đóng cái xe này lại nha các bạn, cho nó gọn nha.
đó, các bạn sẽ coi chi tiết nha. Đó, cái ghế ngồi xuống cho nó gọn vô, đọc nó lại.